rồi. À. Đó, các bạn thấy không? Ok chưa? Thấy không? Một cái túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó. Bạn thấy đẹp chưa? Nhìn xịn xò chưa? Đó. Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Máy Kết Hợp của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kích thước và các bạn cắt may ra một cái túi đó dạng big size nhưng mà không kém phần sang chảnh. Thật sự cái độ đẳng cấp của nó là cực kỳ đẹp đó, các bạn thấy không? Đó, cái túi này ấy, các bạn có thể đựng được vừa một cái tập sách A4 này, vừa cái iPad này, vừa cái laptop luôn đó, được có thể các bạn có thể đựng được mấy bộ quần áo nữa, đúng không? Đấy, đi chơi, đi làm công sở, cái này là phù hợp cho các bạn làm công sở này, cực kỳ là sang chảnh luôn. Sách cái túi này đi mà làm công sở thật sự một câu là đẳng cấp luôn đó, các bạn thấy không? Cực kỳ đẹp đó. Mình ý, là cái áo của mình màu kem vàng này, đúng không? Mình xách cái túi màu kem vàng, trời quá trời hợp luôn đó, các bạn thấy không? Nhìn đã không? Đấy, tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ các bạn cùng làm theo mình nhá. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình hai miếng mốt, nó dày khoảng 1 ly hoặc 2 miếng xi mà mỏng được các bạn nhé, để mình lót bên trong ấy. Thì với hai miếng này ấy, là các bạn chuẩn bị cho mình ấy, cái chân miệng của nó đây, cái chỗ mình bấm này nhá, chỗ mình bấm này để tí mình ráp một cái là nó xuống ấy, chỗ mình bấm này từ đây sang bên này là 46 cm nhé, còn cái chỉ ở chỗ này từ đây sang đến đây là 48.5 cm nhé. Đấy, còn cái dưới đáy của nó này các bạn này, cái đáy của nó là 49.5 cm dài từ bên này sang bên này, còn cái độ cao từ đây đến đây là 28 cm nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình hai miếng đó, rồi hai miếng mốt đó xong, các bạn chuẩn bị cho mình cắt cho mình hai miếng xi, đến hai miếng xi thân chính nhá. Thì cái xi thân chính này ấy, từ bên này sang bên này là 48 cm, và cái đáy của nó cũng y chang cái mốt thôi, 49.5 cm dài từ bên này sang này, cái độ cao của nó các bạn nhé, từ cái đây lên đây là 29 cm nhé. Đó, đây 29 cm các bạn đó. Đấy, và nhìn thông số nhá, các bạn chuẩn bị hai miếng đó, rồi xong sau đó các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một miếng xi, xi này gọi là xi lót đáy nhé, hoặc là các bạn kiếm một cái miếng nó dày dày ấy, ở ngoài chợ nó bán rất nhiều miếng dày dày, các bạn lót vào cái miếng xi này, tại vì mình có những cái xi dày dày này mình tận dụng để mình lót ở đây để mình đỡ phải mua nhé các bạn nhé. Thì cái này á, thì cái độ dài của nó từ bên này sang bên này là 33 cm nhá. Đó, còn cái cao đây, cái chiều rộng của nó từ bên này sang đây là 15 cm nhá. Đó, để tí nữa mình sẽ đây, mình sẽ ấp ở đây này. Các bạn sẽ ấp ở đây, đúng không? Đó, các bạn ấp ở đây và các bạn dán là nó thành cái đáy nhá. Đó, đúng không? Còn cái xi đáy chính này các bạn cắt mình từ bên này sang đây là đi 35 cm nhá. Còn cái độ cao là của nó đấy, mình biết là mình quên rồi, đây mình không ghi vào đây là đi 17 cm các bạn nhá, đúng không? Các bạn cắt 17 cm, mình quên, mình ghi 17 cm ở đây, 17 cm nhá. Rồi xong đó, các bạn chuẩn bị mình xong hai miếng này là được xong này. Và cái nẹp, cái này gọi là cái nẹp kéo nhá, để tí mình sẽ may cái dây kéo của nó bạn ơi. Từ bên này sang bên này là nó 39 cm các bạn nhá, 39 cm đó, hai cái. Và cái độ rộng của nó là 7.5 cm, 7.5 cm. Các bạn chuẩn bị mình hai cái, đây là nẹp kéo, còn đây là cái nẹp miệng, cái này là nẹp miệng nhá bạn nhá, nẹp miệng đấy. Thì các bạn chuẩn bị cho mình nó sẽ dài từ bên này sang bên này là 48 cm. Đấy, và cái độ rộng của nó đây 5 cm nhá. Đây, cũng hai cái luôn, một cặp luôn. Đó. Và cái này là cái để các bạn may quai đấy, cái quai tròn đấy, đúng không? Các bạn chuẩn bị cho mình nó sẽ dài 60 cm. Đây, từ bên này sang đây dài 60 cm, mình có ghi là chữ quai tròn nhá. Đó. Và cái độ rộng của nó đây cũng 5 cm. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình hai cái là hai cái quai hay hai bên sách ấy. Đó. Và cái bát này của nó này, đây. Cái bát này mình có ghi đây, là có nghĩa là các bạn nhá, cái chiều từ đây, từ đây miếng bìa các bạn chuẩn bị 4 miếng bìa, 4 miếng bìa này, 4 miếng bìa các bạn gọt ra thì các bạn sẽ chuẩn bị mình từ cái đầu này đến đây là 5.5 cm, đúng không? Đó, và cái chiều rộng của nó là 3.5 cm, các bạn cắt ra thành 4 miếng nhỏ như này. Đó, để tí các bạn sẽ đây ấp ở đây, các bạn sẽ dán, đúng không? Nó sẽ ở bên trong này là thành được một cái bát, đúng không? Đó, và cái xi này các bạn chuẩn bị cũng 4 miếng xi này luôn, để tí dán vào 4 miếng bìa này thì cái chiều cái xi này, cái gì chiều rộng nó từ lên đây, cái chiều dài ấy, là 7.5 cm, đó, còn cái chiều rộng của nó đây là 5.5 cm từ bên này, đó, các bạn chuẩn bị 4 miếng, rồi xong 4 miếng, còn cái bìa này đâu, bìa này thì các bạn cứ chuẩn bị là 4 miếng thôi, đây 4 miếng bìa luôn, để tí mình dán vào miệng và dán vào nẹp này, nó dài từ bên này sang đây 26 cm và nó sẽ rộng 4 cm, các bạn chuẩn bị 4 miếng, đó, rồi xong. Đây một cái dây vải nhé, đây cái dây này vải này ấy, thì để tí các bạn sẽ bọc nó vào cái quai tròn như này, đây tí nó sẽ nằm trong cái quai này, các bạn tí mình chỉ các bạn kéo quai rồi các bạn may. Đó, nó sẽ nằm quay tròn, nó sẽ nằm như này, nó nằm trong này luôn, còn sẽ may làm cái quay tròn đó, mình kéo lại đây đó, thì nó sẽ nằm trong này. Thì các bạn chuẩn bị cái quay tròn này, nó các bạn đi ra chợ các bạn cứ mua là dây 20 năm bán cho một cái dây dù, cái dây vải này, này mình gọi là dây vải đó, là nó đi
25 nhé, dây 25 nó có đủ loại dây lắm, dây 25 này, dây 30 này, đấy, dây 10 có này, nó đủ các loại dây luôn. Các bạn cứ mua dây 25 thì các bạn làm cho cái giỏ nó hợp. Thì nếu mà các bạn đo, các bạn quấn vào đây, các bạn đo nó 2,5 cm là còn người ta gọi là dây 25, còn các bạn đo này nó 2 cm thì gọi là dây 20 nhé. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình một cộng thôi, đó, để làm sao vừa hai cái quai này, đúng không? Ký mình may vào cái quai này, đó. Và đây lót, đây, lót các bạn cắt cho mình. Thì bây giờ mình có khoét một túi mổ đây ấy. Thì túi mổ thì tùy theo các bạn nhé. Ví dụ các bạn muốn chừa nó ở trên này từ xuống đất này 4 cm, nếu các bạn chừa mình 4 cm, cái lỗ này tùy theo các bạn muốn cắt nó dài 15-17 nó là tùy các bạn nhé. Chỉ còn cái độ này các bạn này, từ bên này sang đây là 48 cm, đúng không? Đó, các bạn cũng chuẩn bị 2 miếng, còn cái độ cao của nó đây, đây từ đây tới đây là 3-4 cm, thì mình có ghi rằng 2 miếng này cho dễ nhìn, có nghĩa là cái chiều rộng rộng nó là 48, còn chiều cao của nó đây, đây 34, đó vậy là chuẩn bị 2 miếng. Thì còn cái túi mổ này ấy, thì cũng như bữa mình nói các bạn rồi thì cũng quên không ghi ở đây, thì cái này rộng thì nó chỉ 20 thôi, mà dài thì nó chỉ khoảng 25 gì đó, rồi các bạn tùy theo là muốn túi của các bạn rộng hay là sâu hay to thì tùy các bạn nhé. Cái này nó không có đấy lắm, đây này dài 27 cm này, đó các bạn chuẩn bị mình 3 miếng rồi cái này túi, đó cái túi bên trong. Rồi bây giờ chuẩn bị xong hết rồi thì mình sẽ chỉ các bạn phụ từng công đoạn một nhé. Bây giờ chúng ta quét thân trước nhé, các bạn quét keo vào thân, đó quét vòng quanh. Miếng mốc này các bạn quét một quanh chờ khô các bạn ấp vào thôi. Cái này kéo này vậy, các bạn quét mình cùng quanh. Quét hết được tí mình ấp đôi lại. Kéo các bạn cứ quét hết đi. Bây giờ các bạn quét lại miệng. Nên là miệng đây. Cái miệng các bạn quét làm sao để vừa ấp miệng thôi, quét từ đây rồi lại. Đây nào. Đó. Rồi các bạn quét bìa. Quét ấp 2 miếng bìa vào, còn 2 miếng để tí ấp thân. Bìa các bạn quét rồi. Xong còn cái này, cái tay nhỏ nhỏ này các bạn quét 40 cm rồi luôn, 40 cm nhỏ luôn nhé, các bạn quét 40 cm nhỏ luôn để khô các bạn ấp lại. Để khô luôn. Bây giờ các bạn quét mặt trắng, quét để nó khô. Đó. Quét chờ sẵn hết để nó khô, khô các bạn ấp luôn xong. Các bạn quét lốt hàng cái bìa đi, để tí mình ấp vào thân nhé, dán vào thân này cho nó cứng cái miệng. Đó, để chờ nó khô. Xong. Đây cái đáy này á thì mình cái mặt này á là các bạn không thể quét keo mổ không dính đâu, chỉ có mặt này dính thôi, thì các bạn quét cái keo 338 vào. Đây, các bạn quét keo 338 luôn. Quét xong các bạn ấp xuống luôn. Quét một khoanh nhé.
cân thành cho các bạn ấp xuống. Ấp xuống đều xì đều ra. Xì đều hết ra. Rồi đấy, các bạn vuốt. Nó sẽ thẳng. Đó, thẳng luôn đúng không? Thẳng luôn không các bạn, quét cho mũ lên. Giờ chưa khô đâu, các bạn cứ để đây một tí nó khô là các bạn lấy được đây, các bạn quét cái mũ lên. Đấy. Quét cả cái đường miếng keo bên dưới. Đấy. Cả cái miếng bên trên này luôn. Ý dán là nó dính. Rồi, mình chờ khô thôi. Chờ một tí nó khô, mở ấp lại. Chỗ này mũ các bạn nâu đi. Cái nâu mũ này nó xuống này cái nâu cái sạch không được. Rồi xong. Xong rồi đấy, cái nào khô thì các bạn, cái nào miếng nào khô rồi thì các bạn ấp vào. Đây, thì cái miếng này các bạn cho miếng bìa rồi ấp, chia đều đấy nhá. Các bạn chỉ đều ra, nó nằm ở giữa luôn. Chỉ đều hết hai bên ra, ấp vào một phía bên này thì biết là tí bị dán rồi nhá. Đó, thì ấp vào đẹp này. Xong. Cái này các bạn ấp đây luôn. Thả cái này nó dính liền. Dính ốc, đây, ấp đây luôn. Đó. Cái miếng này vậy, các bạn ấp 4 miếng nhỏ vào. Chỉ đều ra. Đó. Xong. Cái thân to này này, hả? Cái thân to này các bạn ấp vào luôn. Đây, các bạn cầm kéo để dẫn dính. Ấp vào luôn nhá. Nó có hai đầu ạ. Ấp lần đầu dưới này. Ấp một đầu vào dưới bằng luôn. Đó. Các bạn lật qua. Các bạn vuốt cho thẳng. Rồi. Xong. Một miếng đúng không? Thế nữa. Các bạn. Đó, vuốt vuốt ra, lật qua, bạn vuốt thẳng đi. Rồi xong. Xong các bạn quét keo tiếp. Các bạn chấm keo vào. Đây, các bạn quét tiếp trên này. Trên này các bạn quét ấy, nó chỉ còn tầm này thôi, xem cái miếng bìa này, đây. Thì cái miếng bìa này các bạn quét nó nằm giữa thôi, đây đây. Một đường thôi. Một đường này các bạn ấp miếng bìa vào. Ấp chỉ đều nhé. Chỉ đều hết hai bên này ra, đừng để nó qua lệch lại, chỉ đều ra. Đó, vuốt một cái, sau các bạn quét miếng keo lên trên này thì tí bị dán này. Đó. Đó. Xong, cái này vậy. Các bạn quét một đường. Đó. Các bạn quét dán keo rồi. Vuốt một cái, bạn quét này. Đó, chờ nó khô là dán thôi. Rồi xong. Cái bìa này vậy nhá. Cái bìa này các bạn quét ở đây đây. Đó. Đó. Để ra cho nó khô. Đó, cái biển này vậy. Còn các bạn quét 4 đường. Và các bạn cầm cái mút quét hết được, không sao hết. Quét hết luôn cho nó khô. Đó. Rồi khô luôn. Cái quai tròn này các bạn quét luôn nhá. Không quét hết cái quai này luôn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị dán nhé. Giờ dán cái miệng thân vào trước. Đây, để này dán được dễ. Dán thẳng tới đây các bạn nhé. Chừa lại cái đầu, chừa lại cái đầu khúc. Mình quay giờ này dán cho các bạn dễ nhìn này. Đó, các bạn dán đến đây thôi. Dán như là nhẹ miệng nhé.
cho các bạn ra cái đáy này luôn này. Cái đáy các bạn đang quan luôn. Sau này các bạn dán cái đẹp miệng. Đẹp miệng thì các bạn dán hai bên này. Nó khoảng 0.7 chia đến 1 cm nhé. Các bạn dán qua, dán thẳng, thẳng qua luôn. Bên này vậy. Cái này là đẹp tay kéo. Dán xong rồi các bạn dán hai đầu này, thẳng qua. Đó. Các bạn dán này bấm cái đầu này vào. Đó, cho nó vuông góc này luôn, cái này vậy. Bên này vậy, bạn dán hai đầu vuông. Đó. Đó đúng không? Các bạn bấm góc này đi. Bốn góc bấm hết. Đó. Đó, xong các bạn dán tiếp cái thứ hai. Cũng vậy thôi. Cái đầu này các bạn dán đầu này nào cũng đi sang cái thứ nhất, bấm góc lên này, các bạn bấm góc vào cho nó vuông. Đó, bấm vào xong các bạn đo lên, đo hai cái bằng nhau, hai cái nhau các bạn dán này sang. Đó, đây các bạn đo hai cái này bằng nhau, cả dán lần này cho nó đều tí, nó không có cái dài cái ngắn. Các bạn bấm góc này. Đó, bên này các bạn rồi xong các bạn bấm đầu đi. Xong các bạn sẽ ấp hai cái nhau như này, hai miệng đều, các bạn ấp đều sang. Các bạn ấp ở dưới này thôi, ở trên này nó hở nhé, tí các bạn kẹp dây kéo vào. Đó. Xong nhé các bạn nhé. Đó, ok. Xong đến các bạn dán cái này. Đây. Cái này thì các bạn dán một phanh luôn. Để em phanh cho bạn nhé. Để phanh luôn. Các bạn bấm một phanh cho nó dính xuống. Bốn cái các bạn dán đều phanh hết. Đấy các bạn, bấm lên nè. Thành một cái bát đó, vậy, thế là vậy thôi. Đúng rồi. Đó, xong bốn cái bát. Ok. Đó, còn cái quả tròn này bây giờ mình sẽ chỉ các bạn kéo cái quả tròn nhé. Đóng đinh và kéo cái quả tròn. Cái này các bạn kiếm một cái gỗ nhé. Cái ghế nó bằng gỗ để các bạn đóng được cái đinh. Đúng không? Và đóng đinh vào. Thì các bạn đóng đinh đây, nó sát sát ở chỗ này, tầm này này. Đóng đinh đây. Rồi. Sau mình sẽ chỉ các bạn nên là may luôn cái quay tròn này, không phải kéo các bạn nhé. Tại bây giờ mình làm một cái mẫu nên mình không có làm cái để mình may tay, nó sẽ hơi lâu. Các bạn đo từ bên này sang đây. Đo đây. 3 cm các bạn đóng đinh đây. Đóng hai cái đều nhau nhé. Đó. Đóng chắc rồi. Đóng tụt ra mất. Đây. Đó. Các bạn đo từ đây sang đây 3 cm. Ok. Các bạn lấy cái quai này, các bạn kéo đặt lên đây, các bạn về cái đầu này lại, cái đầu này các bạn gặp lại này, cái đầu này các bạn gặp lại, đúng không? Rồi các bạn kéo, tay giữ lại để kéo nó xuống, đó, đúng không?
cần kéo này xuống để nó thành cái quai tính may cái mía đó, ở đây luôn đó, ok chưa? Chạm cái quai tròn này đó, bạn kéo tiếp nữa. Xong nha. Bây giờ các bạn đánh dấu vào thân nhé, để các bạn tí may cái bát. Tí các bạn may cái bát này nào. Đúng không? May cái bát ở đây. Đó, may bát bên này. Đó thì lúc các bạn làm cái mẫu dấu này nó sẽ bằng cái mẫu đây. Mẫu dấu các bạn đo cái miệng của mình ấy là 46 cm. Đó. Tầng dưới của nó là đi 47 cm. Trên miệng từ bên này sang này 46, dưới này 47. Độ cao của nó thì 27 cm nhé. Các bạn chia ra, các bạn căn cái tim ở giữa này các bạn. Các bạn sẽ căn cái tim giữa mà có ghi làm mẫu dấu, căn cái tim ở giữa các bạn gặp lại. Các bạn sẽ đánh dấu từ đây. Từ cái chỗ này từ đây sang đây là các bạn là mình 5,5 cm đấy, các bạn làm lỗ lần trước 4 lỗ này đi, lúc các bạn ốp cái miếng bìa đấy vào đây này, đúng không? Xong các bạn gập đôi cái miếng này lại đó, các bạn đục lỗ ba cái điểm để tiếng tiếng bìa nó đặt lên này đấy, các bạn chỉ cần đục một cái là nó sẽ thành xuyên này luôn, nó thành hai bên nhá. Đấy, cái chỗ này thì mình cũng có đánh dấu đường làm đường chỉ này, đây mình có may là đường chỉ thì đến đây là đi 1-2 cm, bên này cũng 2 cm, các bạn kéo cái đường thang và tí các bạn đánh dấu để các bạn may đường chỉ giả, may một đường chỉ đây cho nó đẹp nhá, mình trang trí đó. Thì đây cái lỗ này thì mình đóng nút vào đây cho nó trang trí đẹp, thì nó từ đây nó 2,5 cm, bên này cũng vậy, cũng 2,5 cm đó. Còn cái dây kéo này ấy, thì các bạn cắt 14,5 cm tùy theo các bạn làm vải màu gì thì các bạn may dây kéo màu đấy nhá. Còn cái đáy thì vậy, các bạn cứ chia ra các bạn đánh những cái tim ở giữa đó. Bây giờ mình sẽ gạch dấu cho các bạn, đánh dấu cho các bạn coi nhá. Đây các bạn đánh cái dấu ở đây, cái thân này các bạn đo lên đều, đặt bằng miệng, đặt bằng miệng này, các bạn chia đều ra hai bên này đó, chia đều ra, đặt bằng miệng lên, sau các bạn gạch dấu này, các bạn đánh đây một điểm dấu, cái đầu là một điểm đi để tí nữa mình may được chỉ giá này. Đó, bên này các bạn cũng gạch vào đường và các bạn đánh một cái dấu nhỏ nữa, đúng không? Và mấy cái dấu này các bạn phải đánh hết đây, đánh hết mấy cái dấu này, xong các bạn kéo một đường dưới để tí các bạn may đáy vào, đúng không? Đó, kéo đường dưới này xong đó thì cái này các bạn gạch cho mình đường đây, tí các bạn lối đáy này, cái đáy này các bạn lối rồi, đặt đây các bạn lối đáy này, đúng không? Đây. Đó, các bạn đánh giờ hai cái thân này các bạn đánh luôn đây, cái thân đằng sau này thì các bạn không có cần may đường chỉ giá, mình chỉ may một từ một thân đằng trước thôi, đằng trước mình tạo kiểu á, giống vậy đó. Cái này các bạn đặt đằng, các bạn gạch dấu được thôi. Bốn cái bát thì các bạn đều may một khoanh này, gạch đây đó, đây đây đó, đây các bạn gạch được dưới đây băng qua đó, đúng không? Và đây các bạn gạch đây vậy thôi đó, thì các bạn lối rồi, thì cái đằng này lối các bạn thấy không? Tại sao mình không gạch hai bên, tại vì đường giáp, có cái đường giáp các bạn thấy mấy mốc mình đã cắt rồi đó, nó đã thành cái như này rồi, thì tí mình sẽ ốp hai miếng này vào, mình giáp một cái là ra thành cái túi luôn các bạn nhé, đó thấy không? Hai cái đặt vào nhau các bạn giáp cái ra thành cái túi luôn đó. Rồi bây giờ mình lên may các bạn nhé. Các bạn may được kéo trước nhé. Con chẽ đầu ra, bạn nhét ở đây. May băng qua thôi. Mày đi bên này qua nữa. Bốn cái bát này các bạn chặn may cho mình đường chỉ trên cái đầu này cho nó tạo cái đường chỉ giá này. Mình nhặt sạch chỉ đây.
các bạn may vào được chỉ giả luôn, băng từ này sang này luôn nhé, mình may trước. Giờ các bạn may cái tròn nhé, đây cái tròn mình đã xong rồi đúng không? Rồi các bạn chỉ cần gặp cái đầu này vào thôi, mình chạy. Đây. Đây giữ đây các bạn chạy. Đó. Đây một cái quay tròn, không? Bên này nữa. Máy quay tròn rồi các bạn cắt ra, cắt cái dây vải nó làm dư ra nhé. Rồi bây giờ các bạn may vào thân. Trước khi các bạn may vào thân ấy, các bạn chặn, các bạn tính từ đây, từ chỗ này đến đây chỉ khoảng 1 cm thôi. Thì các bạn chặn cái này vào, nó nằm giữa nhé. Đây, chặn vào đây. Đó, bên lại vậy. Các bạn nhập chỉ đi. Sạch. Đó, thân kia vậy. Thân này vậy, thân sau vậy luôn, các bạn may chạm vậy luôn. Sau đó các bạn sẽ may cái bát vào. Đây, 4 cái bát này. Các bạn sẽ may nó vào. Bạn để này. Để ngay cái quai giữa ra. Bạn đặt cái bát này vào. Bạn may từ trên xuống. Chặt chỉ sạch. Đây. Các bạn cái đầu này các bạn may bằng đầu này sang đây. Các bạn bấm dưới đáy này để bằng đây. Đó. Các bạn chạy thôi. Các bạn chạy xuống đây. Chạy đây. Bạn bay băng lên đây, à, xong một cái bát. Đó. Các bạn qua bên này, may bên này luôn. Cũng đi trang vậy. Các bạn đặt cái điểm dấu của nó. May xuống. Các bạn chạy đây. Đó, là được. Đó, thấy không? Cái bát nó sẽ nằm này. Đó. Quay nằm giữa. Ok chưa? Đó. Rồi, thân sau các bạn may y chang vậy luôn. Các bạn may hết lên đây này luôn. À, bên này vậy, các bạn kéo vào bên này, may bên này luôn.
Rồi xong. Các bạn nhập chỉ sạch. Bây giờ các bạn nối đáy lại cho mình nhé. Cái đáy này bạn nối. Đầu tiên các bạn sẽ nối thân trước trước, sau các bạn nối thân sau. Đây thân trước thì nó sẽ có một đường chỉ như này. Đó. Cái đáy này các bạn đặt cho mình. Đây cái dấu mình đã có đánh dấu sẵn rồi này, đặt ở giữa. Chia đều hai bên. Rồi các bạn sẽ lại mũi từ đầu này băng qua đây. Kéo này, lại mũi từ đầu này. Đó. Sau cũng vậy thôi, mình cũng có đánh dấu rồi đấy, không? Mình các bạn nối qua, đây nối sang. Nó đã hoàn thành cái thân nha các bạn nhé. Giờ chúng ta chỉ đóng cái nút vào và chúng ta ráp thôi. Đục cái lỗ này, các bạn đục cái hai cái lỗ hai bên này thì nó sát đường chỉ, đừng có đục vào đường và đường chỉ nó bung chỉ lên, sát được đường chỉ đi. Bên này nữa, các bạn đóng hai cái lỗ để tạo ấy thôi, trang trí. Rồi xong. Rồi, nhét hai cái nút, cho hai cái nút vào hai bên. Bên này nữa, các bạn cứ đóng nút, cho nó chúc như này, như này. Tạo cái hình nhé cho nó đẹp. Đó, tạo cái trang trí cái đằng trước, cái mặt trước. Bạn lấy đục cán, mặt cán thẳng, cán sao từ rồi, cho thẳng cho nó đẹp nhé. Từ đó, nó tạo một lút từ trước đó. Ok chưa? Đấy các bạn. Xong bây giờ lên ấy, chúng ta ráp hai cái thân vào nhau. Thì lúc các bạn ráp ấy, các bạn nên kéo bấm cái góc này. Bấm nó sát chỗ để tính mình lộn cho nó dễ. Các bạn này này. Bấm này. Bấm sát. Bấm này. Đó, ok chưa? Bây giờ mình lên ráp lại nha các bạn nhé. Thì lúc các bạn ráp nhé. Ráp hai thân nhau ấy, thì các bạn chỉ cần 21 này, 21 các bạn thấy không? Đúng không? Mình đã cắt bằng 21 các bạn đặt bằng nhau. Từ cái miệng này các bạn đặt bằng luôn, các bạn ráp qua. Các bạn ráp qua đường trên này đó. Ráp siết chỉ chặt chặt lại. Ráp các bạn dưới này các bạn đo bằng ra. Bằng luôn các bạn ráp theo đường này, chạy thẳng xuống. Một bên này. Một bên này nữa. Đây. Bên này các bạn cũng đặt như vậy thôi, bằng 21. 21 bằng nhau. Đó, các bạn lắp theo thôi. Các bạn lắp từng 1 cm. Đó, dưới đáy như vậy. Xong. Các bạn bóp cái này vào. Này. Bóp. Đây, bạn xè cái túi ra và các bạn bóp này, bóp bạn chẽ ra, hay các bạn bóp này, các bạn chẽ cái đường này ra, các bạn ráp từ bên này sang kia là xong. Đó, chia đều nhé, nó giữa luôn, tí nó cân. Chúng ta quản đè lên cái xi của cái đáy một tí, chẽ cái đáy này ra, chạy băng qua thôi. Bên này cũng vậy, bên này các bạn cũng chẽ ra như vậy, cũng chẽ ra, các bạn kéo đều ra, các bạn lắp băng qua. Đó xong nhá, xong cái bây giờ mình sẽ may nẹp của nó, cái này miệng của nó. Nhà miệng xong mình chặn đo đủ miệng thì xong là mình xuống cái lộn cái túi này ra, bắt đầu mình diễu miệng là xong cái túi nha các bạn nhé.
khi các bạn may cái nẹp này, tại vì cái máy này là mình may mấy bước nhá, nên là lúc mình chạy là mình sẽ thay trên cái thay giò này này đó, mình thay chỉ đen luôn, tại vì cái lót phải màu lâu mình may chỉ đen được nhá. Thì đây các bạn đánh dấu cho mình này, các bạn căn ra căn đều hai bên, các bạn đánh dấu ở giữa dưới cho mình, và cái lẹp miệng các bạn đánh dấu đây, các bạn đánh dấu cho mình, các bạn chỉ cần gặp đôi lại thôi, gặp đôi lại các bạn gạch cái dấu ở tim giữa đó, để mình tính mình căn và đặt lại cho nó chuẩn nhá. Đây các bạn sẽ may một đoạn nốt trước đây. Cái nốt này tôi mổ nó có sẵn này, các bạn thích xê làm sao làm nhé. Những cái mẫu này mình không có may thêm cái túi ở đây, nó lâu, mình làm để cho các bạn làm, nhiều khi các bạn ước tính các bạn thích làm cái túi mổ kiểu gì thì tùy theo các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ may nốt vào. Thì đầu tiên các bạn may nốt ấy, các bạn cứ may lên một khúc, các bạn gặp cái mí này vào này khoảng chừng 1 cm. Đó, các bạn đặt ở đây, các bạn may qua một đường nữa để cho nó dính ở đây, xong mình đặt cái nẹp kéo vào. Đó, đúng không? Vậy, xem một đoạn đi. Rồi các bạn may lên đây cắm kim lại. Các bạn đặt cái lẹp kéo vào xem nó khoảng đến tầm nào nhé. Đây. Đó, các bạn đặt nó hai cái bằng nhau. Bên này vậy, các bạn gặp đây. Các bạn chạy qua thôi. Đây. Băng qua. Đó. Cứ vậy. Các bạn vê một cái này, thành đường đó. Các bạn chạy. Cứ vậy là các bạn chạy thôi. Xong bên này rồi thì bên này các bạn may trang lại luôn, các bạn lại lấy một miếng lót nữa đúng không, đó, nhưng mà một miếng lót nữa các bạn lại may vào thôi, các bạn cũng gặp như vậy. Đây các bạn cũng cứ gặp vào này, may một đường này mới đây đó. Các bạn cứ may một đoạn giống như mình vừa như cái trước thôi. Rồi các bạn cắm kim xuống và các bạn xé đây. Xé cái đoạn này ra đây, của nó xé ra, các bạn chuyển lên đây, các bạn may nhá, nhớ cái mặt chỉ trái ấy, nó sẽ nằm như này, mặt chỉ phải đây, tí nó sẽ hai cái khớp nhau đúng không. Đây, cái này các bạn cũng đặt đầy bằng luôn. Đây, từ đây đây. Cũng đặt bằng và các bạn chạy qua thôi. Đó. Gặp bên này, vuốt một cái. Các bạn chạy. Đó. Các bạn chạy một đường qua. Đó, các bạn may xong hai bên rồi, đúng không? Nó sẽ tạo được cái hai bên nẹp này rồi. Đó, thì các bạn, đây, các bạn sẽ ốp hai cái vào nhau, phải không? Ốp hai cái vào nhau như này để các bạn may chặn hai đầu, chặn hai đầu. Nhưng mà trước khi các bạn chặn hai đầu, các bạn đo cái túi trước. Các bạn đo cái miệng túi trước này. Ví dụ cái miệng túi này các bạn đo, các bạn lấy cái thước. Các bạn lấy cái thước đúng không? Các bạn đút vào đây, các bạn ấn căng căng ra từ đây thế này. Ví dụ cái miệng này của mình ấy, là đi 46 cm đúng không? Từ đây 46 cm như này. Đó. 46 cm, thì cái kia 46 mình kéo căng ra là khoảng 46 này, các bạn thấy không? Mình du căng là khoảng 46,5 cm, thì cái lẹp các bạn cũng chặn 46,5 cm. Đấy. Hoặc bây giờ gọi là lên một chút xíu, khoảng lên một ly thôi nhá. Các bạn kéo du căng này ra. Căng ra, đó, là 46,5 cm các bạn chặn. Đây thì lúc cái súp lê ấy, cái lẹp ấy các bạn chặn. Thì các bạn đặt này. Hai cái này. Các bạn phải ốp nó bằng nhau, đây này, cái lẹp bên trong này, đúng không? Nó bằng nhau như này. Thì trước khi lúc các bạn chặn ấy, thì các bạn thử đo xem mấy cái này nó đến tầm nào thì bạn chia ra để cho khỏi tí nó lại lệch. Đây các bạn chia ra. Thì ra ví dụ từ bên này 46,5 cm đúng không? Đây lùi đây tí. Đây thì nó khoảng tầm này. Đây. Các bạn gạch đây này. Đó, bên kia cũng vậy. Các bạn gạch ra thôi, 46,5 thì gạch ra xong rồi các bạn chặn trước cái đầu này. Đây. Cái đầu này các bạn chặn trước. Hai cái lẹp bằng nhau. Đây, chặn trước lên. Đó. Các bạn chặn trước từ đây đây. Xuống đây các bạn lại mũi. Đó. Xong rồi các bạn lại qua đầu bên này đi để cho nó dễ chặn nhé các bạn nhé. Đó, qua đầu bên này. Các bạn lại đo. Bây giờ các bạn đo cái chỗ chặn rồi á, từ chỗ này. Đây, từ chỗ chặn rồi này, các bạn đo sang này. Đo sang đây. Đó, 46,5 thì các bạn gạch mình cái dấu đây. Đó, vậy gạch cái dấu đấy, rồi các bạn chặn tiếp bên này. Các bạn chặn tiếp bên này vào, xong. Lúc các bạn chặn kéo đều ra. Rồi. Chặn bên này vào, nó ok thôi. Đó. Nếu lúc các bạn chặn này, dù cái dây kéo vào đừng để mình may vào dây kéo. Đó. Nói đường qua. Đó. Cái đầu dưới đít này các bạn, các bạn chặn một đường ra qua, cũng lại mũi thôi. Cái góc này ấy, đây, góc này thì mình có mổ sẵn rồi này, từ đây nó khoảng tầm, các bạn thích làm cái góc này, các bạn đo này, nó khoảng 7 cm. Từ đây đến 7, từ đây xuống đây 7 là các bạn đo, các bạn cắt một cái góc thôi. Đây các bạn gặp vào như này. Các bạn chặn. Để cho nó có một cái góc đúng không? Nó có một cái góc từ này sang kia qua. Này, chặn này nè.
nó ngồi cái góc của cái túi ấy. Tạo cái góc thôi. Đó, chặn qua. Bên này các bạn cũng vậy thôi. Đây các bạn chặn qua vậy. Đó. Xong. Bây giờ mình cỡ xuống, mình quét keo, xong mình dán nó vào, mình lộn túi ra, bắt đầu mình giễu miệng nhé, là xong nhé các bạn nhé. Trước khi các bạn ấy mà quét keo để dán lại các bạn, quạt cái này đi, quạt này thì một đầu viên sắt ra đây, lượn cái là cái này vậy, bên này vậy nhá, quạt quạt đây, đó, lượn cái đáy này túi đoạn quạt đi, nó cũng không ảnh hưởng đâu, quạt đi, đó, quạt đi, xong nhá, còn cái túi này vậy thôi, cái túi này các bạn quạt, đến đường này các bạn quạt sắt ra đúng, quạt sắt vào, đây các bạn lượn ra, bên này cũng vậy nhá, bên này các bạn quạt, xuống, các bạn lượn ra, còn cái đây vậy thôi, cái này các bạn quạt từ này sang. Đó, cái này vậy, bạn gọt sang. Đó, quét keo ở đây. Quét keo đây để cho nó khô nhé. Khô các bạn sẽ dán lại. Đó, đó. Tí mình sẽ dán lại này. Đó, từ đây đây. Quét keo vào, nó mới đẹp. Quét. Đó. Đây các bạn quét lại luôn. Cái này vậy. Chờ khô luôn. Viện cũng vậy nhé, cái nhẹp cũng vậy thôi, các bạn cũng quét. Đây này. Quét từ này nó tí mình dán này xuống. Đây này vậy. Bây giờ các bạn chờ nó khô thôi. Chờ nó khô là các bạn sẽ dán nó này. Bây giờ xong nó khô nhé. Các bạn dán này mà. Đó, chẽ ra các bạn dán xuống, dán từ bên này thẳng qua. Đó, thẳng qua là tí các bạn vào tiếng miệng. Đây các bạn. Dán bên này thẳng qua đây. Đó, ok chưa? Dán thẳng qua. Bên này các bạn nhé. Đây các bạn dán cái miệng thẳng qua. Đây các bạn dán thẳng qua. Cái túi các bạn lộn ra nhé. Máy các bạn lộn, các bạn đẩy cái góc này. Đẩy hết ra cho nó vuông góc này nhé. Đó. Đấy là chúng ta đã xong cái túi đó. Cực kỳ chất luôn. Này bạn, còn đến từ nãy giờ thông số mình ghi trên này á, tí phải lo sạch cái hết đi, để nó rất dơ. Xong rồi cái nhẹp các bạn cho đây. Đây, cho đây là mình giễu miệng thôi. Đó, này. Đó. Đó, bây giờ chúng ta lên cái máy trụ và chúng ta giễu cái miệng lại nhá, là thành cái túi các bạn nhá. Sạch sạch trí, để bước. Giờ xuống xỏ đầu kéo lau chùi sạch sẽ là ok. Thế xong rồi các bạn nhé. Bây giờ mình nhặt chỉ sạch, tức là bác sĩ các bạn nhặt chỉ sạch đi, lau sạch sẽ, nhặt sạch hết mình khoanh luôn. Bác sĩ các bạn nhặt sạch đi. Đó. Nhặt sạch xong các bạn xỏ đầu kéo vào, xỏ đầu kéo bắt đầu chặn luôn. Này, các bạn sẽ đọc kéo. Đó, đó. Các bạn thấy ok chưa? Các bạn chẳng gắn lại. Đây là một cái túi cực đẹp luôn.
xong nha. Cái này của bạn bỏ dưới. Các bạn thấy ok chưa? Đã xong một túi rất xịn sò này. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Xong bây giờ các bạn lau những vết sẽ viết lấy mình lấy dấu này lấy vết lau, các bạn lau sạch đi. Nó sẽ cho nó sáng cái túi đi. Đó. Đường mực này để nó hơi bị dơ. Lau sạch đi. Lau hết. Cái này mình viết viết đặc lên mình lau nó dễ nhé. Chứ lấy mà viết viết xanh là không lau luôn các bạn ạ. Bỏ luôn. Nó xong rồi các bạn cho mấy miếng giấy vào. Cho nó khoảng 5 tờ giấy, túi to này các bạn cho 5 tờ giấy. Cho nó căng cái túi ra. Cân trang đóng gói. Các bạn cho 5 tờ giấy lên căng này. Đấy các bạn nhé. Đấy, ok ok chưa? Ở giữa. Nó tạo cái độ phòng của túi. Đó. Đó. Các bạn kéo. Chỉ cũng còn. Đấy, các bạn kéo. Đó. Đó, các bạn thấy ok chưa? Thấy không? Một cái túi cực kỳ đẹp luôn. Đó, đó. Bạn thấy đẹp chưa? Nhìn xịn sò chưa? Đó. Thấy các bạn thấy cái video của mình hay ấy, bổ ích, các bạn phải đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất về những video lên. Và mình xin chào các bạn nhá. Bye bye các bạn và gặp các bạn ở video khác.